Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái băng ngọc của Batman để gửi đến tất cả mọi người nha. Thì theo một thời gian mình nghiên cứu thì cái băng ngọc Batman mình đã cho ra đời. Cái băng ngọc Batman thì rất là ok. Nói chung mà mỗi một cái vị tướng thì nó một cái băng ngọc rất khác nhau. Nhưng mà đa số vị tướng nó sĩ thì nó cũng xài băng ngọc gần giống nhau 70-80%. Nhưng đặc biệt á mọi người, ở vị tướng Batman đó là vị tướng đấu sĩ, nhưng mà cái băng ngọc của nó xài lại khác hoàn toàn với các vị tướng khác nha mọi người. Nó giống nhau vị tướng AD luôn mọi người. Cái băng ngọc Batman á thì nó sẽ gắn giống với vị tướng như là Wayne đó mọi người. Đặc biệt là đối với các vị tướng mà AD top đánh á thì nó giống xem luôn. Gần gần như giống hoàn toàn luôn á mọi người, cũng không phải là xem nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ băng ngọc Batman đến tất cả mọi người nha. Rồi, băng ngọc Batman ở đây nó có công vật lý là cộng 9 nè, tỷ lệ chí mạng là 5%, xuyên giáp là 64, tốc chạy là 10% và cuối cùng là tốc đánh là mình lên full luôn 26% nha. Thì ở đây mình sẽ lên tốc đánh 26% nha mọi người. Rồi để làm được băng ngọc đó mình tháo ra mình nhắc lại cho mọi người xem nha. Đây, thì đối với 10 viên ngọc đỏ đó mọi người, mình sẽ lên là cái tốc đánh và tỷ lệ chí mạng nha. Thì tốc đánh tỷ lệ chí mạng ở đây đâu rồi mình lên cho mọi người xem nha. Đây, tốc đánh là 1,6% nè, cái tỷ lệ chí mạng là 0,5% nha, 10 viên. Tiếp theo là ngọc tím thì ở đây mình sẽ ưu tiên cho nó lên, cho nó mình sẽ lên là tốc đánh và tốc chạy nha. Tốc đánh là 1% và tốc chạy là 1%, đó là ngọc tím nha mọi người, 10 viên. Còn về 10 viên ngọc lục á thì mình sẽ lên là công vật lý và xuyên giáp. Thì công vật lý ở đây thì mình sẽ lên là 0,9 nè, xuyên giáp là 64 nha. Đó, khi mình lên xong bản ngọc thì nó có là công vật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xuyên giáp là 64, tốc chạy là 10 và tốc đánh là 26% nha. Đây là cái phần bản ngọc của Batman. Thì trước khi mình đi vào cái phần trang bị và các vô hiệu của mọi người thì mình cũng xin nói sơ qua cái vị tướng này để mọi người chơi tốt hơn nha. Thì cái điểm mạnh của vị tướng này á mọi người, đó chính là cái nội tại sát khí của Batman giúp cho tăng tốc chạy nè, tốc đánh nè, gây sát thương chuẩn, kèm theo là tăng công vật lý luôn. Thì đánh thường sẽ giảm cái thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2 nha mọi người. Đây là một cái chiêu thức vô cùng là lợi hại và làm nên thương hiệu của vị tướng này nha mọi người. Đó là cái điểm mạnh đầu tiên. Và cái điểm mạnh thứ hai đó chính là cái chiêu 2 sát niệm tăng tốc chạy, cái lượng lớn khả năng miễn thương. Và đồng thời là các cái đòn đánh thường tác động lên Batman sẽ bị bắn ngược về chính chủ luôn. Đó là cái điểm mạnh nữa. Và với chiêu thức này nè, Batman có khả năng chống chịu là trong giao tranh vô cùng rất là mạnh mẽ nha mọi người. Và cái điểm mạnh cuối cùng đó chính là cái chiêu cuối. Chiêu cuối là một cái chiêu thức thương hiệu của Batman luôn. Đó chính là cái khả năng nhốt đối phương trong một cái phạm vi nhất định, chính là phá lại cho mọi người. Trong khoảng 3 giây, 4 giây là không đi được á. Thì vào cuối game chỉ cần bắt được một cái vị tướng chủ lực, đó chính là AD hay là một pháp sư, thì cái khả năng chiến tranh trong cái giao tranh trận cuối á, thì nó khả năng thắng thì nó rất là cao nha mọi người. Đó là cái điểm mạnh rất là quan trọng luôn á. Còn về điểm yếu của Batman á, thì đó chính là cái độ cơ động kém nha mọi người, nên là mình sẽ ưu tiên cho nó lên cái tốc chạy, tốc đánh nè, đó là bù đắp lại cho nó một phần nào rồi đó. Và tiếp theo đó chính là cái khi solo á, khi solo với cái địch đó mọi người, thì cái sức mạnh của Batman sẽ bị suy giảm. Đó là cái điểm yếu nữa. Điểm yếu này không đáng kể nha mọi người. Và cái điểm yếu cuối cùng đó chính là cái chiêu thức của Omen. Sau khi mọi người nghe nãy giờ mình nói bản ngọc Batman Omen mà mình nói Batman không à, mình lộn. Sau khi mọi người nha, nói lộn cái tên nha mọi người, chứ cái nãy giờ các điểm mạnh điểm yếu mình nói không có lộn nha. Rồi, cái chiêu thức của Omen á là nó canh thời điểm nè, định hướng chiêu nè, nên là khi mà cái chặng đánh á coi như bạn đã bị loại khỏi cái giao tranh hoàn toàn rồi. Tức là biết tại sao mình lại nói vậy, tại vì cái chiêu thức của Omen mà khi canh cái thời điểm mà định hướng á thì nó hơi lâu chút xíu, nên là cái điểm mạnh nó cũng cái điểm yếu mà sorry, mà điểm yếu nó cũng hơi hạn chế, nhưng mà nó không có là vấn đề gì hết nha, không sao hết trơn nha. Rồi, còn về tướng đồng minh của vị tướng Batman thì đó chính là vị tướng Malok Morgan Kinas nha mọi người. Còn khắc chế đó là một số vị tướng cơ động như là Laugi, Hecate và Caffini, đó là ba vị tướng nha. Rồi sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Mình nói hơi nhiều nên mất thời gian của mọi người quá, mình nói nhanh cho mọi người nha.
Rồi mình sẽ đi dọc trang bị của Omen. Mình kiếm Omen nè, đấu sĩ. Omen của mình đâu? Đây Omen nè. Thì mình sẽ chia sẻ cái phần trang bị của Omen đến tất cả mọi người. Thì trang bị của Omen dành cho đi đường nha mọi người. Cái này là trang bị đi gần rồi. Omen thì mình đứng chơi đi gần, mình sẽ đi top là rất là mạnh luôn nha, rất là tốt. Nên là mình sẽ trang bị đầu tiên, mọi người ở đây cho mình là cái áo tròn nha, thứ hai là kim cường, thứ ba chính là cái kiếm Phoenix, thứ tư mình hãy lên cái giáp khốn khổ nha, thứ năm mình sẽ lên quy chương choi, và cuối cùng là giáp bao mạnh. Này giáp bao mạnh, khi mà mất giáp mạnh thì mình sẽ lên lại cái khiên thất truyền nha mọi người. Đây là cái phần trang bị của Omen. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu, đó là cái phần cuối cùng mình chia sẻ. Và trước khi đi vào cái phần phù hiệu á, mình sẽ chia sẻ cái cách chơi của vị tướng này. Mình vô phù hiệu với đây, mình đổi qua vị tướng Omen nha. Đây thì cái cách chơi của vị tướng này á mọi người, thì ở giai đoạn đầu game á thì phải nên tập trung mà dọn lính nha mọi người, để nhanh lên cấp 2. Đó là giai đoạn đầu game nha. Còn giai đoạn giữa game á thì lúc này á thì Omen đã lên cho mình cái nhiều trang bị rồi, nên là thường di chuyển, nên là thường di chuyển hơn nha mọi người. Còn cuối game thì hãy ẩn nấp nè, tránh lộ tình hình để mà canh thời điểm thích hợp để mà nhốt chủ lực của đối phương địch nha, để mà hạ gục. Đó là cái cách chơi. Rồi đó là mình sẽ cách chơi nha. Sau đây mình sẽ đi vào cái phù hiệu. Cái phù hiệu này là phù hiệu của Omen nha. Phù hiệu này mình sẽ chọn cái viên đá thứ ba nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ chọn cái hồi phục ở dưới. Và tiếp theo mình sẽ chọn cái này nè, tăng CT nha mọi người ơi. Tiếp theo mình sẽ chọn cái kiếm là sát thương kéo dài nha. Đó, như vậy là cái phù hiệu của vị tướng này. Còn ở dưới á, thì mình sẽ chọn cái viên đá màu xanh thứ ba. Tiếp theo sẽ chọn cái bảo mệnh ở giữa. Bên đây thì mình chọn cái vàng nha mọi người. Tiếp theo mình chọn cái ở dưới, đó là tăng CT. Đó là phù hiệu của Omen. Thì phù hiệu này dùng cho Omen thì chơi rất là ok nha mọi người. Rồi cái phần chia sẻ về bản ngọc nè, trang bị nè, phù hiệu nè, cái cách chơi của vị tướng Omen đến đây là hết. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đăng ký, like, ủng hộ mình để mình có thêm cái nhiều động lực, tạo ra thêm nhiều cái video để gửi đến tất cả mọi người nha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.